Hello, xin chào mọi người nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì mình đi chợ ở gần nhà này. Chợ này cũng khá là lớn. Và ở đây thì được cái gần biển, cho nên là đồ ăn ở đây, đồ hải sản rất là rẻ. Như tôm có 150.000 1 kg. Và hôm nay mình gặp bác hàng tôm này thì mình thường xuyên mua của bác, cho nên là mỗi lần đến đây là mình thường hay mua ủng hộ bác này. Do mình hôm nay đi hơi muộn cho nên là đồ ăn thì cũng hết rất là nhiều, chỉ còn mỗi tôm này. Và chợ thì rất là vắng người. Ở bên trong thì bán chủ yếu là thịt gà, thịt bò này. Và ở đây là chủ yếu là gà công nghiệp nha, gà quê thì rất là ít. Ngoài ra thì họ bán các loại bánh để ăn sáng này và cơm. Ở đây thì cũng bán rất là nhiều hoa quả này mọi người. Hoa quả thì cũng khá là tươi này. Hôm nay mình gặp mít thì mình mua hẳn nửa quả nha. Mua như thế này thì sẽ rẻ hơn khi họ bóc sẵn cho mình ấy. Mình mua như thế này có 25.000 1 kg. Về tự bóc sẽ tiết kiệm rất là nhiều ấy. Mình thì hay đi chợ, tại vì đi chợ thì mua được đồ ăn sẽ tươi này, ngon. Và giá cả thì cũng rẻ hơn so với siêu thị rất là nhiều. Giờ thì đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.